Có thể bạn đã biết kết quả trận cầu siêu kinh điển, nhưng chắc chắn bạn vẫn muốn xem lại những đường kiến tạo ma thuật của Xavi và pha lập công tài tình của Messi. Hãy cùng thưởng thức một lần nữa trận đấu giữa Real Madrid và Barcelona 20:15 thứ bảy trên kênh Plus One. Một trận đấu cũng rất đáng chú ý khác tại Tây Ban Nha là cuộc đọ sức ở vòng 33 giữa Sevilla và Sporting Gijon. Sevilla đang tiếp tục theo đuổi một suất tham dự Champions League năm tới, còn Sporting Gijon chỉ đơn giản là muốn đảm bảo vị trí hiện tại. Sevilla gặp Gijon, cơ hội dành cho đội chủ nhà, phát sóng 18 giờ chủ nhật trên kênh Plus One. Không lâu sau đó là một trận đấu khác ở La Liga, Villarreal gặp Atletico Madrid, cuộc chiến ở giữa bảng xếp hạng, phát sóng 20:15 chủ nhật trên kênh Plus One.